liên quan đến vụ cướp ngân hàng NN. Theo đó, vào 9 giờ 52 phút phút ngày 23 tháng 1, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo tại phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư của ngân hàng NN. Có một đối tượng là nam giới đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy không biển kiểm soát đến và đi vào phòng giao dịch dùng bình xịt hơi cay xịt làm một số khách hàng, nhân viên ngân hàng bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công an huyện Vũ Thư và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra theo dấu vết nóng. Sau đó, đến 3 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2019, lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp là Lê Văn Cẩn, sinh năm 1969, trú tại thôn Kiều Mục, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Đối tượng dùng dao đe dọa, cướp đi khoảng hơn 200 triệu đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời gian trước đây, do nợ nần không có tiền trả nên Cẩn đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Sáng ngày 23 tháng 1, Cẩn đi xe máy đến trụ sở ngân hàng Agribank phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư. Khi thấy trong phòng giao dịch có ít người, đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt các nhân viên ngân hàng và khách hàng rồi đi vào phía trong quầy giao dịch lấy tiền rồi nhanh chóng bỏ chạy. Ra ngoài, Cẩn tiếp tục xịt hơi cay vào những người đứng ngoài phòng giao dịch và lên xe của đối tượng bỏ chạy. Sau khi gây án, Cẩn về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm. Sau khi bắt giữ nhanh đối tượng, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã thưởng cho công an tỉnh 100 triệu đồng, giám đốc công an tỉnh đã thưởng cho các lực lượng trực tiếp điều tra khám phá vụ án 40 triệu đồng. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.